Làm gì đó? Làm gì hả? Bước ra. Đi ra đây. Đó, bà đi chưa? Cho tiền để ăn học. Bây giờ dạy báo bà đó. Ok, nếu mà trường mày dạy vậy thì tao không cho tiền mày đi học nữa. Nếu mày muốn đóng tiền học học tiếp thì vay của ba đi. Bạc 30. Ba. Dạ chú ba mới tới. Trời, mặt mày sáng sủa quá trời. Thằng xài được, thằng coi như bỏ. Rồi, vô, vô. Vô. Lấy ngót ra đi xíu mà mời bén ra chơi tới bến. Rồi, ok. Thằng Phương nó nghỉ học sớm. Nhưng mà ngược lại á, nó đi thu tiền nợ. Lấy bởi tiền vậy á, tôi mới nói nó xài được. Còn Thái á, không giúp tôi được cái khỉ khô gì hết. Ủa, thằng Thái nó hư vậy? Nó chứ ai. Trời ơi, ông già thì làm cho dây. Nó lên Sài Gòn đòi học, biết học gì không? Học lực. Báo đợi báo đớm chứ báo hiếu cái gì. Vậy thì tiện quá. Có gì ra tòa, hai cha con liên hệ với nhau luôn. Trời. Hồi ăn đi bảy. Ba. Mới lấy tiền bên Long Bảy vậy nè. Ê, ngon vậy? Bán nhà nó trốn đó chứ ngon gì, chặn lời kịp thôi trốn mất tiêu rồi. Hãy vậy đi, chị mới giỏi. Ngồi xuống đi con trai qua. Vô. Vô xuống. Mấy hôm nay buôn bán quán ới ẩm quá. Anh cho em mượn 30 chỗ anh em. Lấy thấp thấp cho mấy em chút. Thú thiệt với anh, chỗ anh em thì anh em. Anh có công chuyện của anh thì tôi cũng có công chuyện của tôi. Ai tôi cũng quen hết rồi, tôi cũng lấy bạc thấp đó thì không được. Chịu khó nha, bạc 30. Tối hôm qua lỡ nằm thằng Arsenal. Trời ơi, kèo 2,5 trái. Mà đâm có 2 trái à. Nó hại tôi. Thằng Arsenal á là nó tào lao. Nó là đá để làm kèo thôi. Tại sao đánh banh không bắt MU mà đi bắt Arsenal? Tối nay MU mới đá. Nếu tính nằm kèo MU á, anh theo MU thì bây giờ tôi cho anh mượn không lấy lãi luôn. Vậy được. Bà hả? Tao bậy tự nhiên không lấy lãi không lấy gì. Thì giờ theo fan của ba thì ba có một cái ưu ái vậy thôi. MU ghét là theo nó ghét là lú luôn. Nhưng mà MU là đẳng cấp. Đẳng cấp Old Trafford. Ôi 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 ôi. Không lấy lại cũng được, nhưng mà đúng ngày là phải trả. Trễ một ngày là con qua con tính đó. Con không có phân biệt quen biết gì đâu, nói trước rồi nha. Thôi được rồi. Cái đó là đi tù quá nha. Tù gì? Trong trường hợp chủ nợ mà đe dọa dùng vũ lực với lại thủ đoạn khác để mà uy hiếp tinh thần con nợ, để chiếm đoạt tài sản, là sẽ bị truy cứu tranh nhiệm hình sự á, theo điều 170. Mình đến đâu? Chơi vô đầu bây giờ. Cái này lo cho anh hai với lo cho đó ba. Đó, em con giờ xúc rồi đó ba. Bả còn sống mà tao nhét ngược vô bụng bả rồi đó. Rồi đi tù rồi sao? Vô ra đi. Cái đó con không có cãi được đâu. Biện. Đâu cần mày cãi. Không nghe con có ngại đi tù, gán chịu. Thôi nha, cái mày ăn mắm muối nha. Dạ, nhí thì chứ. Thay mà u nha. Dạ. Thay mà u. Dạ. Xíu đưa con 20 nè. Chủ gì? Tôi gãy. Mẹ nói tao hay lắm. Mà u giờ mày vô Asina cũng vậy à. Chú Năm, chú Năm. Cậu. Chào chú. Cậu Thái. Ủa, cậu Phương với ba cậu hôm qua hả? Càng chút nữa qua giờ á. Tôi nói thiệt chứ lần này tôi bệnh cho nên tôi mới trễ 3 ngày chứ mấy lần tháng trước là trả đủ hết rồi. Đâu cần qua 2-3 lần nữa. Dạ, con tới đây không phải là đòi nợ. Con tới đây để giúp chú xóa lãi. Chú chịu không? Ủa, xóa lãi hả? Dạ. Trời ơi, chịu chứ. Nếu mà xóa được lãi là tôi có tiền tôi trị bệnh nè, tôi mua thuốc nè, với lại ăn đủ cử nữa. Hôm nay ăn có 1 cử à. Dạ thôi được rồi. Để con giúp chú, con có kế hoạch này. Dạ. Nghe theo con nha. Rồi nghe cậu. Vô đây. Trời ơi, nói để con đi được rồi, ba đi làm cái gì nữa? Trời ơi, lâu lâu cũng phải để ba đi mày chứ, dạo này anh xin anh mày cũng thua. Nhớ mấy lắm. Cái con nói nha, giải lắm, yên tâm đi, con về trước à. Ủa, mày làm gì đây mày? Đi đâu mày? Đi đòi nợ với hai người chứ đi đâu? Bắt. Ba để con. Trời. Ông Nam đâu? Tới ngày trả nợ kìa. Rồi ra liền. Có giỡn với tôi nha. MU mãi đã mãi đỉnh. Thôi, quỷ đỏ. Dạ. Thôi đi về qua bên khác. Khỏi thu lại bên này. Thầy, đi. Gì vậy ba?
Đi làm việc mà. Đóng lại, đóng lại, tới rồi. Trễ rồi đó. Không phải, quan trọng là ở đây MU. MU là quỷ đó. Thì sao? Mình ghé hang quỷ rồi, mình không thể nào lấy lãi của hang quỷ được. Nhưng mà sao trong sớm làm quỷ mà đó giờ tôi không biết ta. Đường nào vậy? Lâu lắm hả? Nhớ đó hồi từ... Cái nào ta? Tại lâu quá. À, từ lúc tôi còn bán vú sữa lận. Không. Đúng rồi. Ý là mình là phần chân chính cho nên mình không thèm phe ra ở trong xóm biết chứ. Để trong tim nè. Đúng không? Để trong tim nè. Đúng, quỷ là như vậy rồi. Đó. Đâu phải lúc nào mình làm quỷ mình cũng phe ra đâu. Có mấy trận thua mình cũng phải nép vào. Đó. Nè, nó không phải phe anh nha. Cái banh này nè. Tôi đổi hết cái gia tài luôn để có cái banh với cái chữ ký của ngài ngài sơ Lê Lết Ferguson. Ferguson đúng rồi. Bố già mãi đến. Bố già mãi đến. Hết gia tài luôn á anh. Đó, đổ được cho anh cái chữ ký không á. Trời ơi, chữ ký của chúa quỷ Ferguson. Sao mới mới nè, nó mới mới hay gì nè. Bòi bòi nó có trôi nè. Ủa sao mới? À, biết sao mới không? Sao? Cái này cũ lắm rồi. Tại vì tôi mê á. Hôm qua mua cái bút lông về đồ lại cái chữ ký của ổng á. Ủa, VFF á. VFF là liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì ra ông phải đợi đến lúc mà Ferguson về đến Việt Nam mới xin chữ ký đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, mà không phải tôi xin, cái thằng khác nó xin rồi tôi mua lại. Quý lắm đó. Quý lắm ơi. Đó, nguyên gia tài mà. Thôi, vậy không có thu tiền. Vậy. Gì vậy ba? Ủa, rồi mai mốt nguyên cái xóm mình á thành lập hội cổ động viên Manchester United rồi mình nghỉ làm hả? Không có đâu, tôi là tôi chơi MU không nha. Còn tít Manchester gì đó là tôi không thèm nha. Tào lao là không chơi đâu. Giỡn chơi hoài, mê ghi là lú cái gì. Manchester United với MU là một. Biết chứ, trời ơi, giỡn chơi. Giỡn mà chơi mày cứ vậy không à. MU hay giỡn lắm mày ơi. Nhớ trận hồi là năm 9 mấy là Messi mà nó đá cho MU, nó đâm trái ghi bàn vô lưới Barca nhớ không? Lúc đó nó cũng giỡn á. Messi cũng hay. Hay đá vô Barca mà hay thiệt đó. Hay, trả tiền đi. Hay thì trả tiền đi. Sao nó chung dòng máu mà ba. MU nào mà có Messi? MU nào có Messi? Messi nào mà đâm Barca? Messi nào đâm? Sao nè hả? Đóng tiền đi. Cho này ai bày ra vậy? Nó. Khai cho rồi chứ. Cái gì nữa vậy? Mày báo cái gì nữa vậy? Hả? Em chỉ muốn hai người đừng có làm cái nghề này nữa thôi. Sao mày rảnh quá vậy? Chính cái nghề này là nuôi lớn mày đó. Mày đi học là bằng cái tiền này đó. Không nói nhiều nữa, trả tiền đi. Có. Đang chuẩn bị sẵn luôn nè. Đâu chưa? Rồi kỹ đàng hoàng, gạch để quên. Tôi tháng nào sòng phẳng tháng đó, không có ấy đâu. Năm đúng không? Năm. Kiếm năm rồi. Hai bông năm, không biết năm nào. À, ông năm 2 triệu nè. Để gạch ra để quên thu rồi. Ở đây, đây, dưới đây thu có rồi, ông... thu rồi nè nha. Thu rồi. Ở sau dưới đây có ông Năm Mu nè. Ông Năm Mu là đừng nữa thu, ông gạch đúng luôn đi. Ông Năm Mu. Ông Năm Mu. Ông Năm Mu là phải thu. Biết rồi, ba hồi mai mốt rồi không bà mà không có đi nha, để con đi thôi đó. Rồi nè, tháng sau đóng đúng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Thái về luôn đi, chứ phải sinh siết gì. Năm mù vậy? Chú, mày mốt mà ba con có ép chú mượn tiền á, chú đừng có lấy nha. Ép đâu ép. Trời ơi, tao lại ông từ ngoài ngõ vô tới trong nhà, ông mới cho mượn ở đâu ra ép. Mà cũng mày không, hồi nãy để tao trả tiền phải xong, vô bị chửi tăng được cũng phải trả tiền. Bởi vậy con mới nói là mày mốt chú kẹt, chú đừng mượn ba con nữa lại cắt cổ á. Mày điên á, không mượn được mượn ai. Không lẽ tao ra tao dây ngân hàng á? Mày mốt ổng mà không cho tao mượn nữa là mày á, mày phá qua phá. Mày dàn tao cái. Mời. Thu tiền lãi bà. Ủa cậu, tôi nhớ tôi đóng tiền rồi mà. Bà đóng hồi nào? Bà đóng rồi tôi qua đây làm cái gì? Coi kỹ đây đi, tôi đóng tiền rồi. Bà giỡn mặt với tôi hả? Cậu coi đóng kỹ rồi làm sao tôi không biết? Bà Mười nè, tháng này gạch rồi nè. Thấy chưa? Tôi nói đã tôi đóng tiền rồi mà. Ủa kỳ vậy, đóng nào sao tôi không biết? Rồi tôi nhớ rồi, hồi bữa ba cậu ổng qua, rồi tôi đưa cho ổng luôn, ổng thu luôn rồi.
Ủa là ông già tôi qua đây thu rồi hả? Đúng rồi, ông qua ông thu rồi. Rồi ông quên hay sao á, ông không nói với cậu á. Rồi rồi, để tôi về tôi hỏi ông. Trời ơi là ba. Mai mốt đi lấy tiền rồi thì nói cho người ta biết, tự nhiên chạy cả ngày thì không thu được lòng nào chứ. Lấy tiền nào? Nè coi đi. Lấy rồi thì nói cho người ta biết rồi đỡ đi. Ở cái này là công chuyện của mày, với lại mấy nhà này tao đâu có đi thu đâu bao giờ đâu. Đi chứ sao bị gạch rồi kìa. Hay là mày, mày thu mày giếm tiền mày chơi bời cá độ không mày gạch. Trời mày nói. Trời ơi, làm như tôi không có tiền giếm tiền của ba. Như đó giờ ba biết tính tôi khi nào lấy tiền của ba, hay là ba lấy? Ủa tiền tao tao xài chứ, tiền tao tao lấy làm gì? Giờ tôi không lấy, bà không lấy, ai lấy? Nhưng mà không sao. Tại vì cuốn sổ này chắc là có trục trặc gì đó. Thôi bữa sau mình xài cuốn sổ phụ đi. Ủa ba có sổ phụ hả? Cớ sao không? Ba còn hẳn một cuốn sổ phụ á, ba giấu ở dưới gầm giường á. Là cái giường con đang ngồi luôn hả? Đúng rồi, cái giường đó ba giấu. Bây giờ để con lấy rồi để so hai cái sổ lại nhau. Thôi mai đi thu rồi mình lấy, mình đi thu luôn. À gì cũng được. Cái sổ này chắc là ba nhậu xỉn, ba có lầm lỗi gì rồi. Nè bây giờ. À nhắc đến chuyện nhậu ba mới nhớ một điều. Sao? Ông Bảy đang đợi chúng ta ở ngoài quán nhậu cơ. Trời ơi, ông đợi lâu chưa vậy? Ông đợi lâu lắm rồi, bây giờ là ra nhậu, nhậu nhanh luôn về nữa. Không có về sớm được, ông hôm nay là ông có chuyện buồn, ông bắt nhậu tới khuya. Là hai cha con đi tới khuya mới về hả? Tận khuya mới về. Chơi luôn. Nhưng mà con nói ba nào, ngày mai á mà con so cuốn sổ kia với cuốn sổ này mà nó giống nhau á là con với ba coi đi khám bệnh á, chừng mất trí á. Đúng rồi, thật là oái âm. Làm gì đó? Làm gì ạ? Bước ra. Đi ra đây. Đó, bà thấy chưa? Cho tiền nó ăn học. Bây giờ về báo bà đó. Hết nói nổi mày rồi. Không biết làm gì chi á, làm gì chi. Báo không à. Cho tiền đi học trường luật về mày làm vậy hả? Ok, nếu mà trường mày dạy vậy thì tao không cho tiền mày đi học nữa. Nếu mày muốn đóng tiền học học tiếp thì vay của ba đi. Bạc 30. Ba. Ba. Người trong nhà mà sao để rác vậy? Rẻ thôi. Ba 29. Chốt. Đi nhậu nha. Giờ mới đi nhậu thiệt nè. Bực quá rồi. Anh ơi, anh muốn giúp em mấy tờ vé số với anh. Thôi đánh lấy hết cho em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thôi đừng có làm vậy. Không, anh giúp em nhiều. Anh còn có 10.000 à. Thôi anh lấy tờ nha. Cảm ơn à, không có tiền thì nói từ đầu đi. Ai bán mua hết đâu. Nghe nè Thủy ơi. Ủa sao bữa giờ ông đi học? Bây giờ ông già ông đòi cho dây tiền để tôi lấy tiền đóng tiền học. Chắc tôi nghỉ luôn quá. Có mỗi vậy thôi mà cũng đòi nghỉ học. Ê nè, tôi có cái app này hay lắm nè. Cái app vay tiền Viettel Money cực kỳ an toàn đấy nha. Cái này giải ngân nhanh nữa. Bà con dưới quê Thái mà vay tiền thì dễ lắm. Vay ngoài không được nhưng mà vay ở trên Viettel lại được á. Thiệt hả? Không có yêu cầu giấy tờ gì phức tạp gì đâu. Đặc biệt đó là lãi suất còn thấp hơn ở ngoài nữa đó. Cảm ơn con nha Thái. Nhờ con á mà gia đình của chú đỡ đóng lãi cho ba con. Dạ. Trời ơi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Nhờ con mà bà con hàng xóm ở đây ai cũng được cấp vốn làm ăn đỡ khổ quá trời luôn. Nhưng mà nghe con nói nè, đừng có nói cho ba con nghe nha. Chứ ổng mà biết là hoằng lắm á. Được rồi. Ông yên tâm đi. Ông năm mù cũng là fan mù, sao mày không ghi vô? Trời ơi, tối ngày mưa hoài, nó kiếm tiền đâu. Anh Vinh. Đóng tiền à? Hôm nay em qua đóng tiền gốc ẩn lãi luôn. Trời ơi, ngon dữ vậy ta. Anh đóng thì gạch. Em đóng sớm á, anh coi anh có bớt. Em được nhiêu bớt nha. Phải bớt chứ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, giảm cho nửa tháng tiền lãi nha. Cảm ơn anh Vinh nhiều nha. Trời ơi.
Bà là trong xóm mình cũng ngon quá ta. Tư. Hả? Hỏi cái à, hỏi gì vậy? À, tiền đâu có trả tôi lẹ vậy? À, đâu có à, bán đất. Mượn 1 triệu bán đất trả tôi luôn hả? À, thôi thôi kể tôi đi. Ok. Chú Nhìn Út Liệu, cho con trả tiền. Ừ. Ê, cho chú hỏi cái nha. Tiền đâu con có trả chú nhanh vậy? Tiền ở đâu có? Ở đây có anh. Ở đây có. Ở đây mà quan trọng là làm cái gì ra nè? Làm tiền ra. Mà tại sao mà làm tiền ra nè? Làm cái nghề gì? Làm gái không? Làm gái anh. Rồi là họ hỏi mày cũng như không rồi. Thôi về đi, xong tiền rồi về đi, gạch sổ. Chú ủ quá luôn. Chú Vinh ơi, chú Vinh. Hả? Con trả tiền cho chú Vinh nha. Trả tiền gốc với tiền lời luôn nha chú Vinh. Ơi, tiền đâu có. À, con mới bán thận qua, con trả tiền cho chú á. Không, con về trước cho chú. Trời, quên nữa, đau quá. Ủa? Bán thận mà có lúc nhớ lúc quên hả ta? Nãy nó chạy vô ghê lắm á. Trả lời không thành thật, kiểu này chỉ có chúng đại thôi. Giấu không cho mình biết. Bà ba, nãy bà con mình vui quá trời. Chắc chúng đại hay gì đó mà. Ấy thôi, ba bỏ nghề đi cho bà con vui hoài. Bỏ sao bỏ được, mày đang làm ăn ngon chết mẹ. Nó bị khùng quá vậy. Nó vui mà vui kiểu này tao cũng vui mà, không? Con sợ ba vui hết nay nữa. Mốt bà con không mượn tiền ba nữa đâu. Trời, sớm này nghèo chết mẹ luôn, cỡ nào mà không mượn tiền nữa. Cỡ nào trời, mà trời, nó thôi ba rảnh hơi gì mà nói chuyện với mấy này, nó tuổi trẻ mà nó có chạy sự đời đâu mà nó biết. Để coi. Tối nay làm ai? M.U. Nữa. M.U tôi ơi. Cứ vậy hoài, đã thua hoài mà cũng theo hoài, con không biết nói bà làm sao luôn á. Nhưng mà má quỷ là bất diệt. Bất diệt, bất diệt coi chơi thôi, mắc gì bắt nó làm chi. Ủa, xui thôi, không biết chừng xui nào. Xui cái gì mà xui? Thằng Onana nó phế vật cỡ đó mà xui, nó báo không mà xui. Ôi ơi, con không biết hả, Onana là thủ môn chơi chân tốt nhất thế giới á. Thủ môn cần cái gì? Tay. Rồi chơi chân hay được cái gì? Ba nghĩ là phong thủy á. Rồi bỏ gần cả 100 triệu mua cái thằng về quay cơm ba con chơi vậy đó hả? Thằng đó là xui đó, thằng đó xui á. Khổ. Ở bên kia nó đá dẻo, hắn cơm ba 100 triệu. Trời ơi, đang thơm gặp hôi luôn á, mới xui á. Kỳ cục, giờ không biết theo đội nào luôn. Theo Arsenal. Ôi, Arsenal mới khó theo á. 20 năm rồi không có một chức vô địch. Nhà trẻ mãi là nhà trẻ. Đó, giờ thua đó rồi lo gom tiền mà đi trả người ta kìa. Bây giờ có ai lại mượn tiền đâu mà gom. Ôi mà bà, bộ có nhóm khác cho bạc thấp hơn mình hay sao mà tự nhiên không ai qua mình vay chứ vậy? Không có biết, bữa giờ trong xóm có ai đâu. Không biết có ai làm tiền mà bạc thấp hơn mình đâu á nha. Chú Vinh ơi, có Thái nhà không chú? Kiếm Thái chị. Thái đây rồi. Gì vậy? Gì vậy? Cậu Thái. Gì vậy? Chắc cậu không có giận tôi chuyện tôi quen bé Nghi của cậu nữa ha. Có gì đâu mà giận. À, tôi tính qua nhờ cậu chỉ tôi cái app vay tiền gì mà cậu giúp bà con trong xóm á. Được. Đâu không biết app gì đâu. Không có biết app gì hết. Cậu chỉ hết bà con mà bây giờ cậu không chỉ tôi. Cậu thù tôi hả? Về đi, tôi chỉ sao. Không về có biết. Cậu không muốn chỉ đúng không? Không có biết mà, nó nói đi về đi. Ích kỷ. Phương Nghi nó bỏ cậu là đúng. Đâu biết gì đâu. Mà tôi... App vay tiền là app gì? Khai mau. Đâu phải app. App gì khai đi. App Viettel Money. Viettel Money là cái gì? App hỗ trợ cho người dùng vay tiền nhanh với lãi suất thấp. Mà thủ tục đơn giản. Không cần chứng minh thu nhập gì hết, giải ngân trong vòng 5-10 phút. Vô lý, gia đình mình là người là cho vay ok nhất ở đây rồi. Mày thừa biết là gia đình mình làm nghề cho vay, mà giờ mày đi chỉ hết mọi người vay tiền bằng cái này, rồi gia đình mình sống bằng cái gì? Thì sống bằng nghề khác chứ, làm cái nghề này có ngày đi tù. Đi tù hoài thằng này trời. Thôi con nói bà với anh hai nghe, làm việc khác đi. Cái đó thức đức lắm. Nhưng mà app này
vay tiền dễ vậy luôn á hả? Dạ. Tao vay được không? Cái gì đó ba? Kiếm chút định. Đó vay đơn giản mà vay nhanh quá giờ. Thôi, hồi đó giờ cha con mình cho người ta vay tiền, bây giờ đi vay tiền ngược lấy app này hả? Mà u hại ba quá. Nghe mà u làm cái gì mà giờ đi vay tiền. Đây con chỉ cho. Để suy nghĩ trong anh cho sáng lên nè. Nè, bấm vô đây. Chọn vay tiền. Rồi chọn vay tiền linh hoạt. Rồi, ví dụ như là tao là vay cũng được đúng không? Được luôn. Ờ. Cũng vậy luôn nha. 5 đến 10 phút là tiền về à. Trời ơi. Vậy là giờ là 3 trên 2 quyết định bỏ nghề đúng không? Bỏ. Vậy là Tết này vui quá, vui rồi. Bỏ nghề xong rồi kiếm thêm một cái nghề gì đó làm. Vậy này cũng hứa là không cá độ đá banh nữa luôn nha. Ừ đúng rồi. Bỏ đúng rồi. Hứa nha. Này gia đình mình có nhiều niềm vui, ba bỏ nghề cho dây, bỏ luôn cả cờ bạc, bóng đá. Chí thú làm ăn, trời ơi quá nhiều niềm vui trong cái Tết này nhờ Viettel Money cả. Xin chào cả nhà. Pháp TV xin cảm ơn Viettel Money đã đồng hành cùng Pháp TV trong dự án lần này. Trợ thủ tài chính Viettel Money cho vay lên tới 30 triệu chỉ cần có căn cước công dân và phê duyệt ngay trong vòng 5 phút. Và mọi người ơi, hãy nhớ like và share cho video lần này. Chúc mọi người một năm mới thật là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Yeah. Đúng không? Đúng không? Mình nói câu đó đúng không? 2, 1, action. Anh còn có 10.000 à. Thôi anh lấy tờ nha. Cảm ơn anh à. Không có tiền thì nói cho đầu đi. Ha ha ha!